Bạn nha, chào mừng các bạn đã trở lại kênh của Đồng Tháp nha. Hôm nay mình sẽ làm một món mà mình cũng không biết kêu món gì nữa các bạn ơi. Rồi mời các bạn xem nguyên liệu nha. Rồi đây nguyên liệu thịt thịt nạc xay ra. Đó, ở đây là cà rốt nè, sắc sợi, ở đây là nấm kim châm. Đó, cắt khúc khúc vào vậy nha. Rồi. Phần này các bạn biết để làm gì không? Đây là vỏ chuối nha các bạn, chuối sống của mình đó. Mình gọt cái vỏ ngoài đi. Rồi nạo bỏ cái ruột ra. Chỉ lấy cái vỏ này phần này thôi nha các bạn. Đó. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ chọn này lại. Rồi mình lấy cái này nè, mình để lên đây. Rồi mình lấy một lớp bột á, mình dưới lên, mình chiên. Đó. Món của mình nó là như vậy nha các bạn. Mình tạm đặt tên cho nó là thịt nhồi nấm chiên với chuối đi nha. Rồi, bây giờ mình tiến hành lại các bạn ơi. Cái phần nấm và thịt này mình ướp cho nó tí xíu gia vị nha. Tí xíu muối nha. Đường. Bột ngọt. Mũ hạt nêm nha các bạn. Cho tí tiêu nha. Cây cay ăn á mới đã các bạn à. Rồi. Ở đây mình sử dụng một trứng hột vịt hoặc hột gà cũng được nha các bạn. Đây mình xài hột vịt. Đập đẩy vô. Rồi trộn lên nha. Cho cái phần hành này vô nha các bạn. Rồi mình trộn lên xong rồi thành quả được như vậy nha các bạn. Rồi bây giờ tiến hành qua đây mình sẽ dùng bột chiên giòn nha. Mình pha với lại nước để chút mình áo một lớp ở trên bên ngoài á. Rồi coi nó vừa chưa hả thêm. Quay bột xong nha các bạn. Giờ qua tiến hành bỏ cái thịt vô đây. Đó. Cho nó vừa vừa thôi các bạn, chút mình còn chế bột nữa. Làm không được đẹp nha các bạn ơi. Vậy đi ha. Chúc mình. Nha các bạn ơi, nhìn hấp dẫn không? Thơm nha. Giờ mình cho nó dĩa thôi nha. Không biết là món ăn này nó ăn sẽ như thế nào nha các bạn. Người ta ăn ruột chuối đang bỏ vỏ đúng không? Mình ăn vỏ chuối mình bỏ ruột. Giờ đây có ráo dầu các bạn ơi, để dầu nhiều quá ăn cũng không tốt. Rồi chào các bạn nha. Hiện tại thì mình đã chiên xong món thịt bằm nấm kim châm dồn chuối nha các bạn. Đây bạn thấy không, người ta ăn vỏ chuối, anh ăn ruột chuối người ta bỏ, mình ăn vỏ. Mẹ thấy hấp dẫn không mẹ? Đây. Cái món này thì mình ăn với lại rau sống nha các bạn, xài nè nha. Rồi đây nước mắm làm sẵn nha các bạn. Nước mắm chua ngọt làm sẵn để tủ lạnh nha các bạn ơi, giờ mình ăn mình chế ăn thôi. Thấy nước mắm sệt kẹo đã rồi không? Bạn thấy mắm không? Nó sệt không? Rồi con mời mẹ thưởng thức đi mẹ. Ăn gói rau ăn mẹ. Mà giờ mình chưa có làm món này, nay làm món lạ là ăn thử. Mình thấy hấp dẫn quá vậy các bạn. Này giờ mình thấy cái bộ cặp rau rồi cái ngon này, các cháu ơi chấm mắm này ăn thử coi. Lần đầu tiên mà nha, mới ăn là mời các cháu dùng nha. Sao mẹ? Giòn giòn ngon. Có mặn ngọt hay lạc gì không? Vừa ăn lần đầu tiên mẹ mới ăn. Lần này mẹ ăn thấy sao? Được im không? Im, ngon. Hả? Mới lần đầu tiên ăn này cũng ngon ạ. Do chú ý vậy kìa, chiên ấy thịt với củ cải đỏ với nấm con chi đều gặp với đậu sống ăn ngon. Mời cháu dùng các cháu ơi, chấm nước mắm chua chua ngọt ngọt này kẹo nó ngon lắm. Hấp dẫn quá, nhà các cháu thấy không? Ngon. Cặp rau vô ăn ngon lắm. Dạ mình cũng thưởng thức luôn nha các bạn ơi. Đúng rồi, đúng không? Để anh ăn thử thì ra sao nha các bạn.
Hiện tại kênh của mình thì có tầm khoảng trên dưới 100 video và toàn món độc lạ không nha các bạn. Chưa ăn nào không à. Mời các cháu ăn, các cháu ăn ngon thiệt đó. Mời các bạn nha. Ngon nè, mềm, thịt nó thì mềm ngọt. Có thêm nấm dai thật thật. Vỏ chuối thì nó chín kia, nó chín chín là như chuối mình nhé, bùi bùi như chuối. Dạch với rau nghe các bạn. Dạ, ngon. Ngon nha các bạn. Ăn thêm đi mẹ. Này món gọi là ngon không á. Mời các bạn nha. Có thêm một lớp bột tiên giòn mà mẹ. Giòn thơm. Nó giòn giòn. Ăn. Ngon á. Kẹp ra vô thêm cái cô gà ăn nó đỡ ngán, nó hoài từ ngoài. Nó thơm nó mà nó cũng giòn ngon ạ. À. Mày các cháu dùng mất cháu ơi nha, bổ ăn miếng đầu nó cuốn rồi giờ nó cuốn nữa nghe cái bộ hấp dẫn quá. Wow. Rồi các bạn dùng đấy nha. Giòn thế. Giòn. Mời các cháu dùng, các cháu ơi, dẫn quá. Nó này mình ăn nhẹ cũng vừa hả mẹ, ngon ha. Mình chơi cũng được. Mời các cháu dùng, các cháu ơi, ngon quá. Ngon quá các bạn. Mời các bạn nha. Đúng nè. Mời các cháu dùng, các cháu ơi, ngon quá. Bây giờ làm mấy cuốn rồi đó. Nhận thịt nó mềm, nó ngọt. Có thêm nấm trộn nó ngon hơn. Hay lắm. Dạ. Để con thử thử ăn không một cái đi mà. Nè, cái này cái vỏ chuối này nha các bạn. Để mình thử ăn không vỏ chuối kia, cái nó vị nó nghe sao thế nào kia ấy chiên nè. Nó kiểu như bánh tráng lại chiên nên nó bùi á. Còn cái này thì thịt mình bằm thôi, mình chiên nhưng mình có ấy thì nó mấy bữa thì mình ăn cũng quen rồi. Mời các bạn nha. Cái này phải ướp nấm nhiều xíu thôi ngon mẹ ha. Dài. Ăn thêm đi mẹ ha. Ngon vậy các bạn. Mời các cháu dùng một cháu ơi. À, các bạn ơi, hiện tại clip mình của mẹ mình dưới đây cũng đã dài các bạn ơi. Các bạn có thấy món ăn của mình hôm nay như thế nào nha? Mẹ thấy món ăn hôm nay thế nào mẹ? Cũng ngon. Ngon ha. Mà dễ ăn ha. Dễ mà ăn. Có cái làm nó hơi lâu. Chuối ra rồi mất bào luộc bỏ. Rồi thịt đồ mất xay ra. Thì nấm của cà rốt đồ sắc. Thì bạn trộn vô, gia vị vô mới bắt con chim. Các bạn ở nhà mình nếu có rảnh thì hãy vô làm thử món này ăn coi hương vị như thế nào nha các bạn. Mình với mẹ mình ăn thấy ngon rồi đó. Nha. À, thôi clip mình tới đây thôi các bạn ơi. Hẹn các bạn ở những clip sau nha. Các bạn nhớ xem video và hãy thả tim và like và chia sẻ cho nhiều người cùng biết hơn nha các bạn. Rồi giờ thì chào tạm biệt các bạn nha. Chào tạm biệt các cháu nha.